4 ngày sau sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy khu vực Đền Mẫu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo ghi nhận, toàn bộ khu vực xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã thiết lập hàng rào bảo vệ ngăn nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân. Xung quanh Đền Mẫu vắng tanh, người dân quanh khu vực không dám lại gần. Trẻ em trong thôn được người nhà gửi đi nơi khác. Nhà anh Phạm Văn Thiện, thôn Phú Hậu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, nằm cách khu vực sạt lở Đền Mẫu khoảng 20 mét. Khi nhắc lại câu chuyện hôm xảy ra sự cố, anh vẫn cảm thấy chưa hết bàng hoàng lo sợ. Đến 11:30 đêm thì là chúng tôi là người dân thấy ba anh trông công trình chạy lên gọi nhà dân chúng tôi là: các bác ơi, có động đất hay sao ạ? Mà đèn tự nhiên bây giờ sụt hết. Nó gần như kiểu là rầm một tiếng rất to, xong đó là gãy bê tông ấy, rầm một tiếng rất to. Thì là các anh trực ở đây, các anh chạy lên gọi dân là sợ là động đất. Đấy, thì là gọi dân thì là dân quanh đây đều dậy hết, thắp điện sáng trưng hết. Tức là khi đã sụt lở một ít thì tất cả dân của nhà mình là tập trung đến để sơ tán. Cái đấy là cái tâm linh của dân làng là di chuyển đi. Có còn rất nhiều những thứ ở trong đấy không dám di chuyển bởi vì là rất nguy hiểm. Đấy. Vì là thứ hai là chính quyền mình cũng còn ngăn mà thì bảo dân là thôi bà con là không nên là đi vào những chỗ nguy hiểm, thì dân cũng rất là nghe về bên chính quyền đảng mình. Đền Mẫu được xã Sơn Đông xây dựng lại khoảng 5 năm. Đây là ngôi đền rất thiêng, sau sự cố sạt lở vừa rồi, dân làng rất lo lắng. Theo anh Thiện, đây là lần thứ hai xảy ra sạt lở tại khu vực này. Lần đầu tiên xảy ra vào khoảng tháng 10 năm ngoái, sau đó được cơ quan chức năng kè lại. Người dân quanh khu vực này là thức đến trắng đêm, đến sáng. À, đến lúc đấy là các cháu nhỏ là được sơ tán lên trên nhà trên hết. Đến bây giờ cũng không có một ai đi ra đến đống sạt lở là cho trẻ em ra. Thế còn thì bây giờ thiên nhiên thì không làm nào được, thì vẫn phải chạy vậy tất cả, tức là thu xếp tất cả mọi cái trong ngoài là vẫn phải đảm bảo cho dân mình là chính. Còn thì nếu như cái việc cái đèn nó tâm linh nó sụt thì cũng phải chấp nhận thôi. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, các hạng mục công trình kè mới xây dựng khu vực Đền Mẫu thuộc công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy khu vực Đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình 2 bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Vết nứt đã xuất hiện ở sân đền và đang có xu hướng phát triển rộng. Nói chung là người dân chúng tôi cũng mong đảng và nhà nước xử lý làm sao công việc của đền Mẫu Phú Hậu và cho đảm bảo khu dân cư chúng tôi được an toàn. Trước thực trạng này, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực, hạn chế, ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, không để sự cố phát triển thêm. Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo sự cố, hướng dẫn giao thông cho xe cơ giới đi vào khu vực xảy ra sự cố. Tổ chức khảo sát, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp và xử lý sự cố theo quy định.